Vâng, lời nói đầu tiên, Châu Biển Xanh gửi đến anh chị em cô chú lời chào trân trọng và yêu thương nhất. Hôm nay, Biển Xanh muốn gửi tặng cho hai đứa lạc sư thợ cải, đó là con Thanh Từ Trần Ngáo Đá và thằng Lăng Heo Bại Não. Bài hát này dưới tựa đề Lạc Sư Ngáo Đá Cổ Nậu do Biển Xanh chế lời và trình bày ngay sau đây. Thanh Trần ăn chuối nậu rầu, nên Thanh lên sủa hát gì gâu gâu. Mê sớm muối đầu câu nên thành điên loạn câu lại kiếm tiền. Bố Thanh trầm tâm thần ngáo đá, suốt ngày tru phủ dạo như điên, thiệt là điên. Mày ăn cái giống ngu chi, ăn ổ bánh mì ngất ngay đường ngay ngất mê ông nậu mày. Điên đảo như ma nhập mày, lên cơn ngó kiền mà trai khác tình, nên Thanh Trần mơ được làm vợ ông vâng dê. Thanh Trần mày chớ cuồng ngông, ăn nói ngu ngốc lại còn ngông nghênh, có gì mày lại đi bên cái lũ tà đạo ác ôn lọc lừa. Chắc mày cũng đảo tùa lừa nên mày du khóc không chừa một ai. Ơi bớt khùng cầm ngay cái mồm, lên nhai hoài như lời bọn ngu mê. Bố Lâm hẹn mặt dày ngu ngốc, mê tiền đô nó sủa như điên bên Đà Am. Lật sư thở cãi như lân, chỉ có em ta nó dư tiền của đêm cho tụi mày. Lên tu đéo hoài dọc như tấu hài, Lâm mê tiền, Lâm mê tiền rồi cục Lâm. Thằng Lâm Bại Não, nhớ nghe tao dạy nghe chưa?